Các bạn ơi, ai muốn ăn trứng mà sợ béo phì thì nên theo cách ăn của mình nha các bạn. Mình điểm rau vô, đây là ngò rí trị bách bệnh đây. Là vừa bảo vệ sức khỏe mà vừa bảo vệ vẻ đẹp ha. Rồi cà rốt cũng vậy luôn. Rồi trứng á, thì nó vitamin 15 vitamin nhưng mà nó rất nhiều nhiều chất béo, mình ăn mà sợ hại gan nếu không. Ai cũng thích ăn trứng hết các bạn, nhưng mà biết cách ăn rồi thì không ngại béo phì. Ăn theo kiểu của mình là không bao giờ ngại béo phì nha. Tại vì rau nhiều nó sẽ bão hòa với chất béo đó các bạn. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp làm món trứng đúc với rau nha. Thành phần nguyên liệu của mình hôm nay cũng lại là cà rốt các bạn, ngò rí và hành lá. Tại đây là rau củ nha. Rau củ thì mình lúc này con mắt mình kém lắm, mình ngủ không được, con mắt mình kém mà mình có vẻ thiếu máu các bạn, cái môi mình cũng hơi thâm đó, ngày nào mình cũng phải bổ sung cà rốt. Nhưng mà mình thấy món ăn này tuy nó đơn giản, nó rẻ tiền nhưng mà rất là bổ dưỡng luôn. Cái ngò rí này nè, nó chữa được 30 thứ bệnh, nó gọi là trị bách bệnh. Nhưng mà ngoài ra trị bệnh, ăn ngon, nó tạo mùi thơm, nhưng mà nó còn giữ gìn sắc đẹp nữa các bạn, giữ gìn sức khỏe, giữ gìn sắc đẹp, ăn lại ngon miệng. Và bốn cái trứng gà ha, thì mình theo mình nghĩ là trứng gà ăn nó không có, nó có vitamin D, có nghĩa là ăn nó không có cholesterol bằng trứng vịt. Trứng vịt thì không có vitamin D nha các bạn, bởi vì mình ăn kiêng cữ thì nên ăn trứng gà. Mặc dù trứng gà nó không ngon bằng trứng vịt đâu, nó hơi lạc và hơi lỏng, nó không béo quá các bạn. Bây giờ chúng ta xắt nhuyễn những thành phần này ra nha. Trứng vô đây nha các bạn, từ từ nha, kiểm tra trứng nha. Đó, một trứng, đây là trứng thứ hai nè, trứng mình nhỏ hả các bạn ơi, không có lớn lắm. Đây là trứng thứ ba, kiểm tra từ từ nè, khỏi đổ ra chén nha. Trứng này trứng thứ tư nè, trứng gà nhỏ xíu và chắc thêm một trứng nữa chờ nha. Đây là trứng thứ tư, thứ năm, các bạn kiểm tra nha, kiểm tra như thế này nó trong như thế này là được rồi đó. Không có mùi, mình lười lấy cái chén. Rồi bỏ hạt nêm tiêu này vô nè, có tiêu nó mới ngon nha các bạn. Đánh lộn tiêu rồi, lỡ bỏ nhiều quá nó đen không đẹp nữa. Nhưng mà nó có cà rốt bù lại nha. Ăn như thế này mới lành mạnh nè các bạn. Theo các bạn thì mình nên hấp hay nên chiên? Đúc, trứng đúc. Bỏ vô luôn. Mà rí ăn rất là tốt cho sức khỏe nha, trứng cũng vậy, đa vitamin không à. Rồi mình đem mình đút nha, để về hấp cũng được, nhưng mà mình muốn chiên bằng cái chảo không dính đó các bạn. Chiên đi ha, chiên ăn cho nó béo béo một chút ha. Thấy rau, toàn là rau không thấy trứng đâu hết. Ăn cái này có lợi lạc cho sức khỏe nha các bạn. Chảo lên, chảo nóng là mình cho vô đây một ít dầu nha các bạn, không ăn dầu nhiều nữa. Mình lắc cái chảo nè cho nó, mình lắc cái chảo cho nó tráng, cho nó đều cái chảo nha, để xuống. Rồi mình tiếp tục mình đánh cái này lên nè, 5 cái trứng nhỏ nha các bạn, trứng mình mua nhỏ xíu à, trứng loại 2 đó. Rồi đổ vô nha, cà rốt, trứng, ngò rí. Đó,
vitamin hàng một ngày cho mình, ba người ăn nha các bạn, 5 cái trứng thì phải ba người ăn. Rồi mình dặn lửa nhỏ tối đa nha. Đậy nắp lại nè. Dặn lửa nhỏ nha các bạn. Từ từ nó sẽ chín. Cà rốt mình ăn sống còn được mà. Các bạn ơi, sau 5 phút thì trứng nó cũng đã chín rồi. Nó vàng ngính ở dưới luôn. Bây giờ mình đem ra dĩa nha các bạn. Nguyên xi luôn. Rất là ngon ha. Đó, món ăn dinh dưỡng của mình đây. Mình phải bỏ cho nó một ít dầu nha các bạn. Nó mới béo.